may đáng tiếc trong cuộc sống. Quý vị có thể chia sẻ về Đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời qua fanpage Đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời hoặc email doanloto.sai.gon.thoi@gmail.com. Chúng em sẽ cố gắng liên lạc để gửi những phần hỗ trợ tặng cho tất cả các chị. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại sân khấu qua tiếng hát và tiếng nói của người đẹp Dạ Thảo. Bây giờ chúng ta sẽ quay lọc cầu may mắn coi xem ai là chủ nhân có điểm số bự hơn mà cái
lời nguyền của sân khấu Sài Gòn Tân Thời là trai đẹp với là con nít rất là hên. Còn bà đó, cô Trừng bà đó, đáng lý là mình và bà giải 55 54 vậy là trời ơi, đáng lý là qua đã thuộc cho anh cái đó. Nhưng mà nãy anh đĩa em chiên xui. Bây giờ chị lấy gấu hay là lấy gấu gấu chị? Rồi, lấy hết gấu ha, để đi làm giúp cho chị ha. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều nha. Chị mở ra chị coi đối chiếc em vui vẻ đổi lại liền với chị. Thiệt thòi với chị. Rồi quý chị ơi, bây giờ sân khấu của chúng ta không thể nào lắng động thì bên dưới hả? Tay hát hả? Dạ, cho em dập đi. Dòng này là có người đăng ký rồi. Cho em dập đi, tại cái lúc quá chàng cái mặt nó xấu quá, nhường nó sao. Rồi quý vị thân mến, bây giờ để sân khấu lắng động, chúng ta cùng lắng nghe qua tiếng hát của người đẹp nhà viên quý vị, ông xã của em quý vị. Thì cảm ơn Duy, thì cái anh chị thương tình ủng hộ bấy nhiêu. Mỗi người một vé cho